Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tối nay thứ bảy 10 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Thị xã Phú Mỹ tăng cường xử phạt vi phạm nồng độ cồn để ngăn ngừa tai nạn giao thông. Sốt đất nền tại Bà Rịa Vũng Tàu lan rộng có một phần do thông tin bơm thổi của đầu nậu. Vì vậy, người giao dịch đất phải hết sức tỉnh táo cẩn trọng. Vũng Tàu có nhiều điều kiện lý tưởng để trở thành thành phố du lịch thể thao. Trong phần tin thế giới đẩy mạnh chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19. Lãnh đạo thế giới chia buồn với Hoàng gia Anh. Núi lửa La Sophia bất ngờ phun trào mạnh. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Phú Mỹ liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông khu vực này càng áp lực. Thống kê kết quả xử lý vi phạm và hồ sơ tai nạn giao thông cho thấy, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn phổ biến. Trước thực tế này, Công an thị xã Phú Mỹ càng tăng cường chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đường Trần Hưng Đạo, người dân địa phương thường gọi là đường 46, thuộc địa phận phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tập trung nhiều nhà hàng quán ăn. Đây cũng là tuyến đường mà lực lượng chức năng thường chọn đặt chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Kết quả nồng độ cồn của anh là 0.568 mg trên 1 lít khí thở nhé. Là vượt quá mức quy định cho phép là trên 0.4 mg. Giờ với đối trường hợp của anh là phải đăng ký xe trong 7 ngày. Để ngăn chặn cái hành vi vi phạm của mình, hành vi này rất nguy hiểm. Một cái máy thôi ha. Mức cao nhất đối với nồng độ cồn là 0.4 rồi anh, mà anh vượt quá luôn cả cái mức cao nhất rồi. Thì anh vượt tí, đúng rồi. Vượt tới mới bị phạt. Đối với trường hợp của mình là tước giấy phép lái xe có thời hạn là 23 tháng nha anh. Úi giời, cao vậy hả? Dạ, mức phạt cao nhất đối với nồng độ cồn của mình thôi. Luật phòng chống tác hại bia rượu và Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành đã hơn một năm. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người dân chưa biết đến các quy định về việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Tôi là công nhân, các anh biết đồ là đấy, các anh nhìn là các anh biết. Thế là tôi nói rất thật. Rồi. Từ Thái Bình vào đây đi kiếm cơm ở vòng trọ tối về nó là một ngày đi làm việc nó vất vả, thì cũng nhân hiểu là đi pháp luật nó không thế. Mà làm cái gì nó có tình người. Mình bây giờ các anh có lấy xe của tôi hoặc lấy cái của tôi và phạt tôi thì đến bây giờ không thể có tiền mà được phạt được. Trên địa bàn thị xã Phú Mỹ lao động tạm trú khá đông. Việc tuyên truyền cho bộ phận dân cư này do đặc thù công việc, nơi ở không ổn định nên khó thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông địa phương xác định phải tăng cường các chuyên đề về xử phạt vi phạm nồng độ cồn để thông qua đó tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia cũng như các mức xử phạt được quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an thị xã Phú Mỹ đã phát hiện và xử phạt 79 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền phạt 278.500.000 đồng. Cơn sốt đất tại Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2018-2019 đã tạo lập mặt bằng giá mới trong giao dịch đất nền. Sau hơn một năm im ắng vì ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, đầu năm 2021 đến nay, giao dịch đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sôi động trở lại, kéo theo giá đất lại nhảy múa. Hơn một tháng trở lại đây, cơn sốt đất lan rộng. Tại huyện Xuyên Mộc, giá đất liên tục leo thang so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, địa bàn các xã ven biển và trung tâm huyện tăng mạnh nhất, gấp 2, thậm chí gấp 3 lần, và tình trạng săn lùng đất sôi động hơn. Đất đây giờ lên cao quá, sốt. Giờ này nó nhảy ghê quá, 300, 600, 900 là nhảy vụt luôn. Người ta mua bán, trao đổi, chuyển nhượng qua nó tương đối lớn. Mua từ đất nông nghiệp cho đến đất ở thổ cư. Theo mà không biết thì theo mình, theo có đánh giá của quan điểm mình thì là đây hình như là đầu cơ nhiều hơn. Không chỉ có các khu vực ven biển, một tháng trở lại đây, những địa bàn xa trung tâm huyện Xuyên Mộc như Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bảo Lâm cũng sốt đất. Ở thị trấn Phước Bửu đã thành lập thêm 2 văn phòng công chứng. Khu vực mà giao dịch nhiều á, thì có thị trấn Phước Bửu, xã Bình Châu, xã Phước Thuận,
Còn gần đây từ năm ngoái tới đầu năm nay thì có một số xã khác thì lượng hồ sơ nó tăng lên so với chính xã đó, tức là xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp và xã Phước Tân, xã Bầu Lâm. Sóng giao dịch đất nền tại huyện Châu Đức cũng sôi động không kém, với mặt bằng giá liên tục thiết lập tăng từ 30 đến 50% so với cuối năm 2020. Đầu tháng 4 thì so với là giữa tháng 3 thì tỷ lệ hồ sơ là tăng khoảng từ 3 đến 40%. Giao dịch biến động chuyển nhượng là chủ yếu. Nó tập trung ở các cái xã như là Suối Nghệ, Nghĩa Thành, xã Đá Bạc, Kim Long. Ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, đất nền sốt từ đầu năm 2021. Và đến thời điểm này, giao dịch đất có phần hạ nhiệt, nhưng mặt bằng giá vẫn cao hơn cùng kỳ gấp 2 lần. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, đất nền sốt nhất là khu vực được quy hoạch phát triển du lịch hoặc có quy hoạch dự án. Khách hàng giao dịch đất chủ yếu ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chị nhà ở xa, ở Long Thành, Đồng Nai lận. Nhưng mà nguyên cái tháng này là chị đã lên khoảng cỡ 2 đến 3, chắc 3 lần rồi đó. Chị mua hay là bán? Mua xong rồi bán. Kiếm lời. Nói là chúng tính đầu tư đã đổi nó nhiều lắm. Còn khắp nơi Đồng Nai, Sài Gòn nơi đó nhiều. Người ta bán không biết đất đòn, số trăm râm đấy. Giá đất tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3. Mà bán tới đâu, có người mua tới đó. Thậm chí có những thời điểm, người vừa đặt cọc đã có thể bán lại với mức giá cao hơn. Đánh giá về nguyên nhân sốt giao dịch và giá đất nền tại Bà Rịa Vũng Tàu, giới kinh doanh bất động sản cho rằng do cơ sở hạ tầng Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng tốt, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện. Bà Rịa Vũng Tàu đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có những dự án quy mô trọng điểm mang tầm quốc gia đang triển khai tại Bà Rịa Vũng Tàu hoặc liên kề Bà Rịa Vũng Tàu như Lộc Hóa Dầu Long Sơn, sân bay Long Thành, cao tốc Long Thành Dầu Dây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện khách quan, giới kinh doanh bất động sản cũng nhận định giá đất tại Bà Rịa Vũng Tàu tăng mạnh thời gian gần đây còn do thông tin được bơm thổi của đầu nậu. Vì vậy, người giao dịch đất phải hết sức tỉnh táo, cẩn trọng. Chuyển sang những thông tin liên quan đến ngành điện và sử dụng điện. Từ đầu năm đến nay, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh hơn 3 tỷ kW, tăng 12% so với cùng kỳ. Dự báo thời gian tới, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao do nắng nóng. Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã yêu cầu điện lực 8 huyện, thị xã, thành phố tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các nguy cơ tiềm ẩn trên lưới điện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố phát sinh gây mất điện. Trường hợp mất điện do các sự cố thiên tai, cây xanh ngã vào đường dây, việc tái lập cung cấp điện cho khách hàng phải thực hiện trong thời gian không quá 2 giờ. Từ đầu tháng 4 đến tháng 6, trừ trường hợp có sự cố xảy ra, ngành điện sẽ không cắt điện nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt sản xuất ổn định, thông suốt. Bước vào cao điểm nắng nóng, mức tiêu thụ điện tăng mạnh. Tuy nhiên, theo khẳng định từ phía Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, việc cấp điện sẽ đảm bảo liên tục suốt cả năm 2021. Và để đạt được mục tiêu đề ra, ngành điện kêu gọi người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Thống kê trong hơn nửa tháng qua, tại các cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh, nhu cầu mua sắm các mặt hàng giải nhiệt như máy lạnh, quạt hơi nước, quạt máy tăng cao từ 10 đến 20%. Các sản phẩm điện lạnh năm nay được các hãng sản xuất giới thiệu nhiều tính năng, chủ yếu là tiết kiệm điện, làm mát nhanh chóng và thiết kế nhỏ gọn. Để tăng sức hút đối với khách hàng, nhiều cửa hàng đã và đang áp dụng các chương trình khuyến mãi đối với hầu hết các mặt hàng, như giảm giá từ 10 đến 15% đối với nhiều loại tủ lạnh, máy lạnh, quạt hơi nước, hoặc được tặng kèm các phần quà khi mua sản phẩm, hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt sản phẩm miễn phí, hỗ trợ vật tư cho khách hàng khi mua sắm sản phẩm máy lạnh. Thưa quý vị, đến cuối tuần này, hầu hết phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là khâu quan trọng nhằm đánh giá toàn diện khách quan sự tín nhiệm của người dân đối với các ứng cử viên. Ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu. Ủy ban bầu cử xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ có 6 đơn vị bầu cử và 7 khu vực bỏ phiếu với số cử tri dự kiến gần 6.200 người. Đến thời điểm này, xã đã thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
rà soát thống kê số cử tri, lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri theo đúng tiến độ đề ra. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã tổ chức được là 13 cuộc tuyên truyền, trong đó là tập trung đến các cái khu vực thôn ấp, lồng ghép vào các cái cuộc họp khu dân cư. Đồng thời là chúng tôi là tuyên truyền bằng pano, băng rôn. Hiện nay thì tất cả các cái trụ sở mà của điểm bầu cử chúng tôi đã tổ chức cho tuyên truyền cái trực quan này. Do là địa bàn thuần nông, dân cư thư thớt nên Ủy ban bầu cử xã Sông Xoài đã chỉ đạo các ngành liên tục rà soát số cử tri, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung bầu cử đến cử tri để cử tri nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình. Địa bàn của ấp Sông Xoài 2 thì nó thưa, dân thưa thớt lắm. Thì qua cái một số họp và dân mà tôi triển khai xuống tổ dân cư, các đoàn thể để triển khai cho từng nhất là dân tộc Hoa để nắm bắt về cái quy trình bầu cử, là mỗi một người một lá phiếu đi bầu cho chọn những người sáng suốt để bầu vào các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng và đại biểu quốc hội. Tại phường Hắc Dịch, Ủy ban bầu cử phường cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, rà soát và lập danh sách cử tri. Phường Hắc Dịch có 7 tổ bầu cử và 7 điểm bỏ phiếu với dự kiến 14.067 cử tri. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành rà soát các cái cử tri tại địa bàn đơn vị bầu cử. Tuy nhiên thì hiện nay cái cử tri mà vãng lai tương đối là nhiều, do đó là công tác rà soát nắm danh sách cử tri có phần nào khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm của ban chỉ đạo thì chúng tôi cố gắng làm sao lập được cái danh sách cử tri thật đầy đủ nhất để đảm bảo cái quyền lợi của người dân khi đi bỏ phiếu. Hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên, lập danh sách cử tri và niêm yết tại các điểm bỏ phiếu, các xã phường của thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt lần cuối danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đông đảo cử tri khu phố 3 phường 8 đã tới tham dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đối với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Các cử tri đã nhận xét, góp ý đối với từng ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng vào những người được giới thiệu ứng cử phải luôn xứng đáng là đại diện cho tâm tư nguyện vọng của cử tri trong hệ thống cơ quan nhà nước. Thì bản thân tôi đến dự để tìm hiểu thêm về các ứng cử viên. Sau này bỏ phiếu thì lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng nhất đại diện cho cử tri nơi bầu cử để giải quyết quyền lợi chính đáng cho nhân dân. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu, tổng số ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trên địa bàn thành phố Vũng Tàu là 822 người. Trong đó đại biểu Quốc hội có 3 ứng cử viên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 45 ứng cử viên, cấp thành phố có 71 ứng cử viên và cấp xã phường có 703 ứng cử viên. Hầu hết cử tri đều tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Là một cử tri của khu phố và của thành phố, rồi là có ý nghĩa ở trong cái cuộc gặp gỡ này là để ngày hôm nay là tiếp xúc với lại các cái nhân vật là đại diện cho khu phố, cho dân để mà ứng cử vô cái cơ quan chức năng để mà lo được cái công việc cho dân, cho nhà nước. Rất là dân chủ đó, thì tôi thấy như vậy là thể hiện được cái quyền của người dân đó, cử tri góp cái lá phiếu vào để mà nói lên được cái nguyện vọng của mình. Đến nay, Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với kết quả 100% cử tri tán thành.
Để thực hiện cái việc này thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, và trong quá trình chuẩn bị thực hiện thì chúng tôi cũng yêu cầu là đảm bảo là công khai, minh bạch, dân chủ và đúng theo quy định của luật. Chúng tôi đã họp và đồng thời họp với Ban công tác mặt trận khu dân cư để triển khai cái hướng dẫn, đồng thời ban hành các giấy mời đủ các thành phần, trong đó có hưu trí, có cán bộ, công nhân viên hưu trí, có đảng viên, có nhân dân, có tầng lớp lao động. Nói chung là đủ các thành phần cử tri trong cái đợt này. Kết quả từ các hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ tạo thuận lợi cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sắp diễn ra. Thưa quý vị, Vũng Tàu từ lâu không chỉ là một trong những trung tâm du lịch ở Việt Nam mà còn có những điều kiện lý tưởng cho hoạt động thể dục thể thao. Do đó, nếu phát huy trọn vẹn những ưu thế về địa hình, sinh cảnh không gian, tận dụng hiệu quả thời tiết ở từng thời điểm, thì du lịch thể thao tại Bà Rịa Vũng Tàu được kết hợp hoàn hảo. Vì thế, Vũng Tàu không chỉ là thành phố du lịch ASEAN mà có thể là thành phố du lịch thể thao tầm cỡ. Đội tuyển bi sắt Hà Nội, đội tuyển bi sắt Đồng Tháp, đội tuyển bóng đá nữ và cả đội tuyển bóng chuyền bãi biển thành phố Hồ Chí Minh đang chọn thành phố Vũng Tàu làm điểm tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2021. Thứ nhất đây là thành phố du lịch, biển rất là đẹp. Thứ hai nữa là đồ ăn ngon. Thứ ba nữa là sân cát rất là phù hợp với thi đấu thực tế của bóng chuyền bãi biển, và đặc biệt Vũng Tàu là cái nôi của bóng chuyền bãi biển Việt Nam. Thành ra tụi em chọn ở đây là cảm thấy rất là hợp lý nhiều điều lắm. Cái mục đích chính của thầy trò Đoàn Hà Nội vào vừa được thi đấu trên nền tảng sân tiêu chuẩn, hai là được cọ sát với vận động viên trong phía Nam và cảm thấy được cái hưởng cái không khí gió biển mát, hai là cái việc đội cũng có thầy trò cũng trong cái giờ nghỉ cũng sẽ trích cái thời gian ra tắm biển, tập luyện ngoài biển cho khỏe. Kết nối du lịch thể thao đang là xu hướng. Đây cũng là lý do những năm gần đây, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý cho đăng cai, phối hợp đăng cai nhiều giải đấu mang tầm quốc gia, với điểm đến chủ yếu là thành phố du lịch biển Vũng Tàu. Đầu tiên là thời tiết của Vũng Tàu khá là đẹp. Mình lại có nhiều thắng cảnh biển rất là tuyệt vời để cho những cái vận động viên vừa có thể kết hợp thi đấu, vừa có thể kết hợp du lịch. Thì nhà thi đấu của mình cũng rất là đẹp và đủ các điều kiện để tổ chức những giải đấu lớn mang tầm quốc gia. Mình nghĩ là nên có nhiều cái giải thể thao kết hợp với du lịch tại thành phố Vũng Tàu. Các đội tuyển thể thao cả nước về Vũng Tàu đã góp phần kích cầu giải trí, tham quan ăn uống nghỉ ngơi và du lịch dịch vụ càng được hưởng lợi. Sau khi dịch thì có cái giải cờ tướng và cái giải của Biza, thì cái lượng khách nó đổ về Vũng Tàu rất là nhiều, giúp cho doanh nghiệp tăng lợi nhuận và giúp cho người lao động là có doanh thu và có việc làm. Cho nên là rất mong sắp tới thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đăng cai thật là nhiều giải hơn thế nữa. Xu hướng của du lịch hiện nay không đơn thuần là tham quan nghỉ dưỡng mà còn kết hợp với khám phá, trải nghiệm và rèn luyện sức khỏe. Thành phố Vũng Tàu có rất nhiều điều kiện cho những trải nghiệm khám phá thử sức bản thân như leo núi, bơi lội, tắm biển hoặc hòa mình vào các trò chơi, môn thể thao liên quan đến biển. Thời tiết khí hậu tại Vũng Tàu thì hầu như mát mẻ quanh năm, sóng gió yên ả quanh năm. Tiềm năng quá lý tưởng, nhưng theo những người làm chuyên môn thể thao, để trở thành thành phố du lịch kết hợp thể thao, Vũng Tàu vẫn còn thiếu nhiều hạ tầng, đặc biệt là cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ cho tập luyện thi đấu thể thao đỉnh cao. Bà Rịa Vũng Tàu thì cái điều kiện thì thuận lợi là rất tốt. Ở mặt biển rồi gần thành phố Hồ Chí Minh, ấy, cái khu vực địa bàn thì nó hoạt động rất tốt. Nhưng có một điều đối với Bà Rịa Vũng Tàu còn khó là thứ nhất là điều kiện về cơ sở vật chất. Tính chung là hiện nay chúng ta như thế, chứ đòi hỏi thể thao thành tích cao thì nó đòi hỏi về vấn đề cơ sở vật chất. Tăng cường cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ hoạt động thể dục thể thao, không ngừng nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu thể thao, sự kiện văn hóa du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế là yêu cầu cấp thiết để Vũng Tàu thực sự trở thành thành phố du lịch thể thao tầm cỡ.
Tiếp tục phần thông tin thể thao là những ghi nhận về các hoạt động thể dục thể thao dịp cuối tuần. Sáng nay 10 tháng 4, Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc giải cờ vua trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021. Giải đấu thu hút 400 kỳ thủ đến từ 30 đơn vị đại diện cho các huyện, thị, thành phố, các câu lạc bộ, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tham gia giải cờ vua trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021. Các vận động viên tranh tài ở 6 lứa tuổi U7, U9, U11, U13, U15 và U20 ở hai nội dung cá nhân và đồng đội nam nữ. Giải đấu là dịp để đánh giá phong trào cờ vua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát hiện tuyển chọn các vận động viên tài năng bổ sung cho đội tuyển cờ vua trẻ của tỉnh. Giải võ cổ truyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Đất Đỏ. Tham dự có gần 180 vận động viên đến từ 18 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và trường học trong tỉnh. Các vận động viên nam nữ thi đấu đối kháng ở 8 hạng cân từ dưới 48kg đến 75kg và thi đấu quyền pháp cá nhân nam nữ và đối luyện. Diễn ra từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, giải đấu nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các huấn luyện viên, vận động viên, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh. Đây là cơ hội để các câu lạc bộ võ thuật giao lưu, học hỏi lẫn nhau và duy trì phát huy tinh hoa võ thuật của địa phương cũng như của dân tộc. Địa phương được chọn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao điểm của huyện Xuyên Mộc là thị trấn Phước Bửu. Đại hội đã khai mạc sáng nay 10 tháng 4. Tham dự đại hội có 650 vận động viên thuộc 12 đơn vị đại diện cho các khu phố, trường học, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và các môn thể thao dân tộc. Các môn thi đấu đến hết tháng 5 năm 2021. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 10 tháng 4, khu vực tỉnh đang chịu tác động bởi những hội tụ gió từ biển thổi vào, nên một số nơi trong tỉnh bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông. Mưa tập trung chủ yếu ở khu vực phía bắc của tỉnh và vào thời điểm chiều tối và đêm. Nắng nóng tạm thời hạ nhiệt, đêm và sáng sớm thời tiết mát mẻ. Buổi trưa chiều khu vực phía bắc tỉnh vẫn xuất hiện cảm giác oi bức. Hiện mưa mới chỉ diễn ra rải rác, chưa đủ cải thiện độ ẩm không khí, nên nguy cơ cháy nổ thời điểm này vẫn ở mức cao. Về đêm nay và sáng sớm, mức nhiệt thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây. Đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 74 đến 79%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, ngày có lúc có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 4 năm 2021, mực nước cao nhất 375 cm xuất hiện lúc 14 giờ 45 phút. Thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 8 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.